Dạng sáng ngày hôm nay 17 tháng 6, một vụ cháy bất ngờ bùng phát ở khách sạn A25 số 61 Đào Duy Từ, Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến cho nhiều người lưu trú tại đây hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài để thoát thân. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6 tại khách sạn A25 số 61 Đào Duy Từ, Hà Nội. Đây là khách sạn nằm trên phố cổ Hà Nội và có khá đông khách lưu trú. Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt để ứng cứu. 7 xe chữa cháy và cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy và đưa khách lưu trú cũng như nhân viên khách sạn ra ngoài. Sau gần 2 tiếng có mặt, lực lượng chức năng đã đưa được hơn 30 khách và nhiều nhân viên khách sạn thoát ra ngoài an toàn. Cho đến khoảng 7 giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được cho là chập điện từ tầng hầm của khách sạn.